pháp môn tự mình này thì có 7 cái điều trong cái danh sách đó, và cái điều đầu tiên đó là tự mình tìm hiểu và tự mình dẫn dắt được mình. Phải rất cẩn thận với việc mình đọc gì, nghe gì, bởi vì rất dễ bị đi theo cái con đường vỗ về bản ngã, và đó là cái mà chúng ta cả cái hành trình tâm linh này đang cố để gỡ mình ra khỏi chính cái dính mắc vào bản ngã đó. Nên nhiều khi chúng ta mà gặp phải và bị cuốn hút bởi những cái vỗ về bản ngã thì nó sẽ không có tác dụng, nó sẽ làm mình bị chậm lại, bị mắc kẹt rất là lâu. Nói một chút về những cái tôn chỉ khi mà chúng ta tìm đọc này, tìm nghe những cái bài giảng, những cái thông tin ở trên mạng, ai cũng thế thôi, đọc rất nhiều, nghe rất nhiều từ rất nhiều nguồn chứ không phải chỉ một người. Nhiều khi mình cứ nghe một người thôi, thành ra mình cũng bị bám chấp vào cái thứ đó và nghĩ rằng đó là cái tuyệt vời nhất, đúng nhất, giỏi nhất, và mình đi đánh giá chỉ trích người khác nếu không theo cái cách của mình. Nên là mình hãy cứ đọc thật nhiều, nghe thật nhiều. Cái quan trọng là mình biết những cái tôn chỉ để mà lựa chọn những cái nguồn thông tin và những cái bài giảng, những cái sách mà mình đọc đó. Cùng một cái bài giảng, bài viết có những cái rất hay, có những cái rất đúng, nhưng mà nhiều khi trong đó có những cái nho nhỏ thôi, có thể cái người đó không cố ý nhưng mà vô tình thổi phồng cái bản ngã của mỗi người lên. Cho nên nếu như mà cái người đọc không có cái kỹ năng để mà tự mình chọn lọc và tự mình soi chiếu thì rất dễ bị cuốn vào những cái sai lệch, những cái nhầm tưởng, dù là cái người viết không có ý đấy đâu, hoặc là cái người nói, người viết đó thực ra có khi là rất tỉnh thức nhưng mà lại làm cho cái người nghe bị thổi phồng bản ngã lên, nếu như cái người nghe không có kỹ năng, không có khả năng tự chọn lọc và dẫn dắt chính mình. Mọi người sẽ cần cố gắng tự mình đọc, tự mình nghe, tự mình chọn lọc, cảm nhận và dựa vào những cái tôn chỉ này để mà tự dẫn dắt chính mình. Và thực ra thì chúng ta có thể làm được, chỉ có cái là nhiều khi chúng ta quên mất chính những cái tôn chỉ đó và cứ bị cuốn đi mà không biết thôi. Tất cả những cái thông tin, những cái nội dung mà chúng ta được nghe nó chia làm hai nhóm, đó là nội dung không hữu ích và nội dung hữu ích. Thì chúng ta nói đến không hữu ích và hữu ích ở đây ấy, thì cái quan trọng đó là chúng ta nói đến cái mục tiêu của chúng ta là gì đã, bởi vì là nó còn tùy thuộc vào mục tiêu mà chúng ta nói là có ích hay không. Ví dụ như là nếu chúng ta đang có một cái mục tiêu là năm nay mình phải được thăng tiến, thì những cái thứ mà hữu ích hay không hữu ích nó lại phải phù hợp với cái mục tiêu đó, đúng không? Chứ còn nếu như mà mình lại đi nói những cái mục tiêu tâm linh để mà phù hợp với cái mục tiêu thăng tiến đó thì nó sẽ không không có tác dụng gì cả. Thế nên ở đây chúng ta nói đến các cái nguồn thông tin hữu ích hay không hữu ích cho mục tiêu hướng đến bình an, tỉnh thức ở đời. Còn nếu mục tiêu là cái khác thì không cần phải đi theo những cái tôn chỉ này. Còn nếu mục tiêu của chúng ta là tìm thấy bình an, sống giữa cuộc đời một cách an nhiên, ý nghĩa hơn và có cái sự tỉnh thức sáng tỏ dần trên cái hành trình mà mình đi hướng tới giác ngộ và tỉnh thức hoàn toàn, thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý và có lẽ là nên ghi lại để thỉnh thoảng nhắc mình để khỏi quên, khỏi bị cuốn vào những cái luồng thông tin mà chúng ta liên tục bị va chạm hàng ngày này. Thì những cái nội dung không hữu ích là gì? Thường thì chúng ta gặp nhiều thứ này hơn, nhiều luồng không hữu ích hơn là hữu ích. Và vậy thì chúng ta hãy cần biết phân biệt xem là cái gì là không hữu ích với mình. Cái thứ nhất đó là những nội dung mà nó thôi thúc làm cho mình cảm thấy thèm khát, muốn có được cái gì đó, hoặc là muốn có thêm, có hơn so với những gì mà mình đang có rồi. Đây là cái thứ nhất, những cái thôi thúc, những cái khao khát thèm muốn có được, có hơn. Cái thứ hai, những cái nội dung không hữu ích khi mà nó khơi dậy những cái ảo tưởng, cái sự so sánh, đánh giá hay là ghen tị, đố kỵ. Điểm không hữu ích thứ ba đó là nếu những cái luồng thông tin mà mình đọc, mình nghe đó nó khơi dậy và nuôi dưỡng cái cảm giác tự ti về bản thân hoặc là bi quan về cuộc đời. Tự ti về bản thân này nó là làm cho mình cảm thấy mình thua kém người khác, là mình không bằng người khác, mình không xinh đẹp, không giỏi giang, không được mọi người yêu mến, tôn trọng, vân vân. Mình tự ti. Hoặc là mình cảm thấy như là ồ, trên đời này có nhiều điều xấu xa, tồi tệ, đen tối lắm. Ôi, người ta cư xử với nhau như thế rồi, có đủ các loại tệ nạn rồi, những cái sự việc rất là tồi tệ xảy ra.
Tất cả những cái thứ này nó nuôi dưỡng cái cảm giác bi quan về cuộc đời. Nhìn thấy toàn những cái màu đen tối của cuộc đời. Những cái thứ này nó cũng không hữu ích. Có những người nghĩ rằng ơ nó hữu ích chứ, bởi vì là dù sao mình cũng cần phải biết được có những cái tồi tệ ở cuộc đời để tránh. Thế nhưng đây lại là mục tiêu mà để mà lúc nào cũng phải giữ cho mình trong vòng an toàn, bảo vệ cái bản ngã của mình, bảo vệ cái sự tồn tại, rồi hình ảnh bản thân vân vân. Mục tiêu đó không phải là mục tiêu để mà tiến tới bình an, tỉnh thức, giác ngộ. Nên là quan trọng là mục tiêu của bạn là gì. Thế còn nếu mục tiêu ấy để hướng tới bình an và tỉnh thức, thì hãy nhớ rằng những cái thông tin mà nó làm cho mình chỉ thấy những thứ đen tối, tồi tệ, xấu xa, bi quan về cuộc đời hay tự ti về bản thân, nó không có tác dụng. Thực ra chúng ta rất hay bị cuốn hút bởi những cái thứ này, những cái thứ mà làm cho mình cảm thấy sợ hãi, lo lắng, tiêu cực, rồi so sánh, đánh giá. Mình lại rất thích, cứ thích bị cuốn vào nó cơ. Nhưng sẽ đến lúc mà mình nhận ra là nó cứ làm cho mình căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu, lo toan, rồi bị chìm đắm vào trong những cái đó và không dứt ra được khỏi nó và chả thấy bình an ở đâu cả. Thế nên là lúc nhận ra như vậy, quan trọng là mình biết tách mình ra, tránh nó ra, đừng nạp thêm nó vào nữa. Cái thứ tư, cái biểu hiện của cái sự không hữu ích đó, đó là những cái thông tin, kể cả những cái bài giảng, quyển sách hay là những cái hóa học chữa lành vân vân, nhưng mà nó lại khơi gợi những cái nỗi lo sợ, những cái cảm giác về sự khan hiếm và thiếu thốn. Ví dụ như là xã hội bắt đầu sắp bị diệt vong rồi, là mình mà không có sự chuẩn bị, mình mà không nâng tần số lên á, thì mình sẽ bị thế này thế kia. Nghe thì rất là tâm linh đấy, nghe rất là chữa lành đấy, nhưng mà nó tô vẽ và bồi đắp cho cái cảm giác lo sợ và tin rằng cái cuộc đời này rất là thiếu thốn, khan hiếm và càng ngày càng tệ đi. Và thành ra mình sẽ bị lệ thuộc vào một cái vị cứu tinh, rằng là để mà thoát ra khỏi những cái điều này, mình phải theo cái người này, phải theo cái pháp môn này, phải theo một cái dẫn dắt này, để nâng cái năng lượng của mình lên, rồi bị được tránh khỏi những cái này cái kia. Nên là mình sẽ bị lạc đường và mình cứ bị cuốn theo những nỗi sợ thay vì đi tìm bình an và tỉnh thức. Thì cái thứ năm, cái biểu hiện của cái sự không hữu ích, đó là có những cái nguồn thông tin mà khi mà mình xem, mình nghe, mình sẽ cảm thấy càng thêm khát khao khẳng định bản thân, càng muốn xây dựng cái hình ảnh của bản thân này theo một cái hình mẫu mà người ta đưa cho mình. Mình thấy rằng như thế là tốt đẹp, là tỉnh thức, là giỏi giang, là thành công, là đủ đầy. Và mình rất muốn theo cái hình tượng đó, theo cái tính cách và theo cái sự tài giỏi, thành công của họ. Cái khát khao khẳng định bản thân và bồi đắp một cái hình mẫu, một cái hình tượng cá nhân này, nó đều là những cái vỏ bọc của bản ngã. Chúng ta cần phải lưu ý. Và một cái nữa, biểu hiện của những cái không hữu ích cho cái con đường tỉnh thức và hướng tới giác ngộ an yên này, đó là những cái luồng thông tin mà nó làm cho chúng ta khát khao được thành công. Thành công về tiền tài, danh vọng, và ảo tưởng về một cái hạnh phúc và một cái ngày nào đó xa xôi trong tương lai. Đó là hãy cứ cố gắng đi, hãy cứ thế này thế kia đi, rồi một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc, rồi một ngày chúng ta sẽ làm một người chữa lành và kiếm được bằng đấy tiền. Thì khi mà biết được những cái thứ không hữu ích này, chúng ta cần phải thường xuyên có những cái nốt mà chúng ta thường xuyên đọc đi đọc lại. Có thể không phải ngày nào cũng đọc, nhưng mà có thể một vài tuần mình đọc lại một chút, để mình nhắc mình một chút và soi lại xem là mấy tuần vừa qua mình cũng bị trôi vào những cái luồng thông tin này và đang bị đắm chìm trong nó. Soi chiếu lại mình một chút để mình không bị mắc trong đó quá lâu. Và khi mà mình đọc, mình nghe, dần dần nó cũng sẽ thành một cái kỹ năng. Nó dần dần trở thành một cái trực giác này, mình cảm nhận được luôn là nó đang khơi gợi một cái gì đấy nổi lên cuồn cuộn trong mình. Thì mình sẽ biết để mà tách mình ra và xem lại cái nguồn thông tin đó và có nên tiếp tục hay không. Túm lại ấy, là những cái mà nó sẽ làm cho khơi gợi và nuôi dưỡng cái bản ngã của mỗi người. Thì thực ra nó là những cái phân tích để cho mình biết được bản ngã là cái gì, có những cái gì, yếu tố nào ở trong đó, thì mình sẽ soi nó kỹ hơn. Chứ còn nói chung chung đó là bị nuôi dưỡng cái bản ngã của mình lên, nhiều khi mình cũng bị cuốn trong cái bản ngã đấy, mình không biết nó là như nào luôn. Thỉnh thoảng đọc lại, soi lại xem là những cái mình đang đọc, mình đang học, mình đang nghe, mình đang đi theo để chữa lành vân vân, nó có nuôi dưỡng những cái thứ này không. Nếu có
thì có thể nó cũng có những cái hữu ích ở một cái góc độ nào đó và cần thiết ở một cái góc độ nào đó trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà sẽ đến lúc chúng ta cần phải tỉnh táo để không bị quá chìm đắm trong nó, để tách mình ra, quay trở lại với những cái thứ hữu ích để giúp cho mình có thể đi được một cái chặng đường thông tỏ hơn. Vậy thì những cái nội dung hữu ích là gì? Có lẽ khi mọi người cũng đã định hình ra được rồi. Đó là những cái nội dung mà khi chúng ta đọc và nghe, nó hướng tâm của chúng ta về những cái sự bình an, thấu hiểu, từ bi, yêu thương, kết nối. Chứ không phải là ghen tị, khó chịu, đánh giá, chỉ trích, rồi sợ hãi, lo lắng. Mà cái thứ hai đó là những cái thông tin, những cái sách, những cái bài giảng mà nó giúp cho chúng ta nhận ra được những cái vẻ đẹp của cuộc sống này, những điều có ý nghĩa, đáng quý mà đang hiện hữu ngay bên mình, ngay trong hiện tại, trong cái phút giây hiện tại mà chúng ta đang sống này. Chứ không phải là kỳ vọng mường tượng về tương lai hay là quá khứ. Và những cái nguồn thông tin mà nó giúp cho chúng ta hiểu được cảm xúc rối ren của chính mình và nguyên nhân ẩn sâu gây nên những cái cảm xúc đó. Thì những cái về phân tích tâm lý nó cũng rất là hữu ích. Nó nằm trong một nửa của cái này, đó là hiểu được những cái cảm xúc rối ren của chính mình. Nhưng đa phần nó chưa chỉ ra được cái nguyên nhân ẩn sâu gây nên những cái cảm xúc đó. Đó là những cái mô típ của tâm trí và những cái mô típ của bản ngã. Để mà hiểu được mình thì đương nhiên chúng ta phải hiểu được về những cái khía cạnh của tính cách này, những cái khía cạnh của tâm lý và cảm xúc này. Nhưng tất cả những cái thứ này nó sẽ cần phải dẫn đến cái việc đó là chúng ta nhìn sâu vào bản ngã và lập trình tâm trí của chính mình. Tất cả mọi thứ cần dẫn đến cái đó. Bởi vì sau một cái quá trình thật dài đọc, nghe, tìm hiểu, tu tập, rồi chúng ta sẽ đúc rút lại được hai cái điểm duy nhất hay là cái nguyên nhân sâu xa của những đau khổ trong cuộc đời ấy. Đó là cái ý niệm về cái tôi cá nhân. Mình cứ ra sức bồi đắp cho cái bản ngã này và những cái niềm tin sai lệch trong tâm trí của mình, hay chúng ta gọi là lập trình tâm trí này. Những cái này nó được bồi đắp trong cái kiếp người này và có cả những cái dấu ấn từ trước để lại, tạo thành những cái mà chúng ta gọi là nghiệp lực từ trước và tạo nên cái mô típ của kiếp này. Thì tất cả những cái bài giảng, tất cả những cái kiến thức rồi cuối cùng cũng sẽ đưa đến những cái phân tích để mà chúng ta nhìn thấu được bản ngã và tâm trí của chính mình mà thôi. Cho nên là đọc gì thì đọc, nghe gì thì nghe, học gì thì học. Chúng ta hãy nhớ rằng là cuối cùng để mà nhìn thấu được bản ngã và tâm trí của chính mình, nếu nó chưa đến được cái bước đó thì chúng ta vẫn còn đang rất hoang mang lung tung và chưa giải quyết được vấn đề. Và những cái nguồn thông tin á, ngoài ra nó còn tạo động lực để giúp cho chúng ta có cái sự nỗ lực tiếp tục chuyển hóa chính mình, nỗ lực thanh lọc thân tâm để hướng tới bình an trọn vẹn và từ bi thấu hiểu. Những cái thứ tạo động lực này, tạo động lực để mà từ bi với chính bản thân mình, để mà có những cái nỗ lực tiếp tục phấn đấu. Phấn đấu ở đây không phải là để đạt được một cái điều gì cả, mà là phấn đấu để bỏ bớt đi, thanh lọc được cái thân tâm của mình để mà bình an hơn, thấu hiểu hơn và bắt đầu cảm thấy trọn vẹn với những cái phẩm chất, những cái tư chất nguyên bản nhất, hay là cái mà chúng ta gọi là Phật tính. Phật tính này nó là một cái cụm từ để chỉ tất cả những cái tính chất mà chúng ta đang hướng đến. Những cái nguồn thông tin mà nó giúp cho chúng ta nhìn được, nhớ lại về cái bức tranh tổng thể, hay là cái sự kết nối và vận hành đồng bộ của sự vật hiện tượng trong vũ trụ này, nhắc cho chúng ta nhớ về cái sự kết nối đồng bộ đó để không cảm thấy mình bị cái vũ trụ này chống lại, hay mình là một nạn nhân, hay mình là một cái cá thể đặc biệt quan trọng tách rời khỏi tổng thể. Nhắc mình được về cái sự vận hành đồng bộ này và nhìn thấy được rằng mọi thứ đều hoàn hảo, đều chính xác là những gì cần phải diễn ra. Đây là những nguồn thông tin sẽ giúp chúng ta trên cái chặng đường của mình. Đó thì có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta có thể đọc lại, nghe lại, xem lại, nhắc mình để dần dần nó trở thành cái, nó ngấm vào trong tâm tưởng của mình thôi. Nó trở thành một cái trực giác nhạy bén. Mình nghe và đọc một chút thôi là mình có cảm nhận được rằng à, những cái thứ này là sự thật, là chân lý, là hữu ích. Hoặc là mình nghe một thời gian mình bắt đầu thấy nó có những cái khơi gợi lên những cái nỗi sợ hay những cái khát khao mong cầu, những cái tham sân si của mình.
thì những cái đó không có nghĩa là người ta cố tình, không có nghĩa là những cái người thầy đó rất là kém cỏi, mà chỉ đơn giản đó là cái điều này không hữu ích với mình, và có thể cái luồng thông tin đó nó không đầy đủ và toàn diện. Cũng có thể cái người truyền tải họ có những cái còn rào cản trong nhận thức. Không sao cả, cái quan trọng là mình lựa chọn cái gì, mình có tiếp tục nghe theo rồi cố gắng đi sâu vào nó hay không. Cái đấy mình phải tự lựa chọn thôi, đừng đổ lỗi cho bên ngoài. Tất cả những cái nguồn thông tin nó gọi là available đều sẵn ra ở đó. Ai dùng thì dùng, ai truy cập vào thì truy cập, ai theo thì theo. Và đó là lựa chọn của mỗi người, phải tự lựa chọn, tự cảm nhận, chứ không phải do ai cả.